Hello everyone, xin chào quý cô chú anh chị em. Chào mừng quý cô chú anh chị em đến với kênh Vườn Nhà Lan Houston, Texas nha. Thì hôm nay đang làm cái video này, Lan không có quay cái đề tài nào hết, mà Lan xin gửi lời tri ân. Trước tiên thì Lan xin tri ân, gửi lời cảm ơn cái khán giả của Lan, gửi lời cảm ơn quý cô chú anh chị em đã theo dõi, đã đồng hành cùng Lan từ trước tới giờ. Đang rất 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 là cảm ơn. Nhờ có cô chú anh chị em theo dõi thì video của Lan mới có view mà được đề xuất. Rồi từ cái có được cái view đề xuất đó, Lan mới mới phát hiện ra là mình nên làm tiếp, mình nên phát triển hơn, mình nên học hỏi để mình làm video hơn. Tại vì Lan cứ nghĩ là Lan cứ bỏ lên video lên là Lan chỉ bỏ lên để làm kỷ niệm thôi, hoặc là để Lan khoe với lại bạn bè, hoặc là Lan khoe với lại gia đình. Nhưng mà không ngờ thì là khi mà Lan bỏ lên vậy á, thì Lan hay nhìn thấy những cái có lượt view, được đề xuất có được view, tự nhiên nó làm cho Lan cảm thấy Lan vui, là Lan bắt đầu Lan học hỏi. Lan học hỏi, Lan làm YouTube. Thì nhờ quý cô chú anh chị em theo dõi, xem video Lan có view, thì Lan mới có cái động lực tới ngày đang làm được tới ngày hôm nay. Đại Lan đã được bật kiếm tiền, thì Lan không biết là cái số tiền đã được bao nhiêu, tại vì giờ là Lan chỉ mới được bật thôi. Thì cái chuyện đó thì để đến sau ha. Thì thứ nhì nữa là Lan xin cảm ơn anh chị em YouTuber, những người đã đồng hành, đã giúp đỡ Lan để Lan kiếm đủ cái lượng subscriber, lượng đăng ký để Lan đủ điều kiện để mà Lan được bật kiếm tiền. Thì Lan bước bước tới cái YouTube với một cái tâm lý rất là ngu ngơ, là Lan cứ nghĩ là Lan bỏ video lên rồi cái người này coi, người kia coi, rồi mình sẽ được nhiều người coi, ví dụ vậy đó. Là ví dụ người này coi, người kia coi, xong rồi cái người ta nói chỉ, người ta share cho người này người kia, một tâm lý rất là ngu ngơ như vậy đó. Nhưng mà khi mà bước vô rồi thì Lan mới thật sự Lan mới thấy là mình muốn được như vậy á, là mình phải làm, mình phải thật sự là mình hay, mình thật sự mà mình hay, mình cuốn hút thì mình mới được như vậy. Nên nhưng mà mình là mình giống như là mình là người khởi đầu á, khởi đầu là mới học làm thôi, mình chưa biết gì hết, thì làm sao mình đòi hỏi mình được như vậy. Với lại Lan cái này cũng không phải là cái nghề chính của Lan. Nghề chính của Lan là kiếm tiền, là nghề khác. Cái này là Lan giống như là làm để mà thử thách bản thân của mình, coi coi mình làm được hay không. Thì khi mà Lan làm như vậy á, thì Lan thấy là Lan nói ủa sao kỳ vậy, tại sao cái lượng view của Lan thì có, nhưng mà khán giả thì cái lượng đăng ký thì không có. Là lượng đăng ký không có là tại vì mình chưa đủ thuyết phục, chưa đủ thuyết phục để cô chú anh chị em mình đăng ký cho Lan. Với lại có nhiều cái nữa là những người mà xem Lan thường có thể là bạn bè hoặc gia đình hoặc là người thân của Lan cũng không chừng. Nên thành thử ra những người đó thì ví dụ như ba mẹ Lan hoặc còn những cái cô chú của Lan thì những người đó không có biết, không có rành công nghệ, không có biết tạo tài khoản để mà vô đăng ký, chỉ biết xem thôi. Với lại những bạn bè của Lan thì tất cả Lan bị nghĩ là anh chị em bạn bè Lan á, rất là bận, nhiều khi ủng hộ Lan bằng cách bấm vô xem, chứ người ta không có rảnh để mà người ta đi tạo cái account, xong rồi cái người ta vô người ta đăng ký nó phiền phức. Tại thân thường hay Lan thường hay share trên Facebook, thì nhờ có những anh chị em YouTuber giúp đỡ Lan, chỉ dẫn Lan, nên Lan mới đi biết cái đường hướng để mà đi kiếm được cái nhiều cái đăng ký để mà Lan đủ điều kiện Lan được bật kiếm tiền. Thì Lan xin chân thành cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Thì thứ ba là Lan xin cảm ơn gia đình Lan, cảm ơn ba mẹ, cảm ơn ba rất là nhiều. Ba là cái người cài wheel cho Lan, mặc dù là không có biết con gái mình có làm được hay không, nhưng mà ba vẫn cài. Có nhiều cái video của Lan mà ba coi chắc ba mắc cười lắm, Lan coi Lan còn mắc cười.
nhưng mà ba vẫn coi, vẫn ủng hộ con gái. Mẹ thì mẹ bận bịu với mấy cháu, khi nào rảnh thì mẹ mới cầm máy lên mẹ xem. Con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều, luôn ủng hộ con. Khi mà con gái làm được, ba mừng lắm. Không phải mừng gì là Lan kiếm tiền, tại vì cái đồng tiền của Lan khi mà Lan đi làm đó, nó nhiều hơn là cái đồng tiền mẹ dữ lắm. Nhưng mà cái ba vui á là con của ba á, một khi đã làm là phải làm, là làm được, phải làm được. Với lại mục đích của Lan khi mà Lan làm cái YouTube này á, nó có hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất á, để thử thách cái bản thân của mình, rồi để Lan dạy con của Lan là mẹ bị hạn chế rất là nhiều, nhưng mà mẹ đã làm được thì tụi con á, tụi con được đầy đủ, được cha mẹ support cho đủ đầy đủ hết á, thì con tụi con á, không có lý do nào mà tụi con không làm được hết. Nên á, khi mà làm bất cứ việc gì á, là cố gắng, mình giống như là mình phải thử thách bạn, mình thấy nó khó mình phải cố gắng mình vượt qua, tại vì mình được cái điều kiện đủ đầy hơn người khác. Rồi cái điều thứ hai mà Lan muốn, khi mà Lan quyết định Lan chú tâm vô Lan làm YouTube á, là tại vì Lan muốn làm một cái chuyện, nhưng mà Lan không muốn động tới cái tiền lương của Lan. Tại vì tiền lương của Lan, Lan đi làm là để Lan lo cho gia đình. Mà với cái điều kiện của Lan, sức khỏe của Lan rất là nhỏ con, mà sức khỏe của Lan yếu nữa, nên thành thử ra lúc trước Lan cài dữ lắm, nhưng mà lúc này Lan bỏ bớt, là tại vì điều kiện sức khỏe Lan không 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 được tốt lắm, nên Lan phải bỏ bớt. Nên Lan muốn giúp đỡ người này người kia, hoặc là Lan muốn cho tiền người này người kia, phát gạo này kia, làm nó không muốn gọi cái đó là từ thiện. Thật sự nó không muốn gọi cái đó là từ thiện, tại vì không có gì gọi từ thiện, cái đó là cái san sẻ, mình có mình san sẻ, mình chia sẻ thôi, chứ không phải là từ thiện. Xin anh chị em đừng có nói là nghĩ là Lan làm từ thiện, Lan không bao giờ làm từ thiện, mà Lan chỉ là chia sẻ thôi. Lan muốn chia sẻ một cái phần nào những cái hoàn cảnh mà thấy thương thấy tội lắm đó, Lan muốn chia sẻ. Nhưng mà bản thân Lan thì Lan không có làm ra tiền nhiều, mình không có giỏi giang, mình không có làm ra tiền nhiều, nên cái đồng tiền của Lan làm ra Lan muốn dành trọn cho gia đình. Nên Lan phải làm, Lan muốn làm thêm một cái việc gì đó để Lan có một cái quỹ riêng, nó nhỏ thôi, nó không có nhiêu hết á. Thật ra Lan để dành cả năm trời á, cũng chỉ được nhiều lắm là vài 300 thôi à. Lan nói thật, như Lan nuôi gà, cái trứng, Lan bỏ công bỏ sức này kia ra, thậm chí bỏ tiền được bạc này kia ra, mà không có lời, chỉ mua được cái niềm vui cho cái bản thân của mình thôi. Rất là cực luôn nha anh chị em, rất là cực luôn. Ông xã của Lan cũng rất là cực luôn, nhiều khi ổng cằn nhằn nhưng mà ổng vẫn vẫn làm cho Lan. Cái đó là cái tình yêu, cái là tình thương. Cái đó là xin nói sao ha. Rồi thì cái tiền mà Lan bán gà với lại đang ấp gà ấp trứng này kia, Lan bỏ vào một cái quỹ riêng, Lan không có xài. Nói tiếng không xài thì cũng không đúng, nhiều khi lâu lâu Lan cũng có lấy ra ăn. Lan ăn hàng, ăn bánh, Lan thích ăn hàng, ăn bánh, ăn đồ ngon lắm, nên nhiều khi Lan lấy cái đó ra Lan ăn, nhưng mà nó vẫn là một cái quỹ riêng của Lan. Thì hồi đợt rồi thì Lan cũng có chia sẻ được một ít đó. Thì nó không có bao nhiêu đâu, tại vì cô chú anh chị em biết á, là trứng gà mình nuôi á, mà người ta nuôi công nghiệp á, người ta cho ăn thua, có cái đồ ăn thức ăn mà có thuốc á, thì nó kích thích, nó đẻ rất là nhiều. Là xin lỗi. Còn cái trứng gà mà mình nuôi nhà như vậy, mình cho ăn cái thức ăn thường trong gia đình, thức ăn dư của mình, rồi rau củ quả, rồi thóc bắp này kia,
nó không có đẻ nhiều, nó đẻ rất là ít, thậm chí một con tuần lễ nó đẻ chỉ có 2 trứng thôi. Đó, đợt đẻ rất là ít nên cái năng suất nó sẽ không có. Nếu mà nói tiếng là bán trứng để mà lấy lại tiền thức ăn là hoàn toàn là không có nha, không có nha. Tiền thức ăn là mình bỏ tiền túi mình bán để mình lấy trứng gia đình mình ăn, xong rồi dư ra là mình bán cái tiền đó, mình bỏ vô cái quỹ của Lan thôi. Cái đó là Lan bỏ tiền ra, Lan mua cái niềm vui cho Lan. Rồi thì Lan xin phép là cái tiền này Lan đã hỏi ý kiến ông xã Lan rồi. Lan mục đích Lan làm là Lan làm với cái mục đích đó. Thì bây giờ Lan xin phép ông xã Lan á là cái tiền đó Lan sẽ chia làm đôi. Lan không có biết lãnh được bao nhiêu, có thể là mấy chục sen, 1 đồng, 2 đồng, nhưng mà nó vẫn là tiền, nó vẫn là tiền. Thì Lan vẫn chia ra, giống như tiền bán trứng của Lan đâu có nhiêu đâu, nhưng mà Lan vẫn chia ra, Lan vẫn giữ được. Người ta nói gì góp góp gió thành bão, rồi góp từng hạt cát để xây thành lâu đài. Thì Lan sẽ bỏ phân nửa vô trong cái quỹ đó của Lan, rồi để mà san sẻ. Lan xin phép nói luôn là Lan sẽ không có gửi cho bất kỳ anh chị em YouTuber nào đang làm từ thiện. Trời ơi, giống như nhà có ma tự nhiên tự đóng cửa. Nhà có mình tự nhiên cửa tự đóng. Nói ra mọi người ghê sợ. Lan rất là sợ ma, nhưng mà mấy chuyện này Lan không sợ, là tại vì Lan biết nếu mà có ma đi chăng nữa nó cũng thương Lan chứ nó không có ghét. Thì nói tới đâu không biết nữa. Não cá gì em không nhớ. Ê, quên. Lan xin lỗi nha, Lan xin lỗi, Lan xin lỗi cô chú anh chị em nha. Cái Lan nói Lan hay bị quên lắm, tại vì từ lúc tới sanh con tới giờ hình như là cái não nó đi mất tiêu rồi. Lan không có bị Covid nhưng mà từ lúc sanh sanh mấy đứa nhỏ tới giờ luôn á. Thì Lan nói tới kịp cái vụ tiền ha. Thì Lan bỏ vô trong cái quỹ đó nó không có nhiêu, nhưng mà Lan sẽ san sẻ. Thì Lan sẽ không có gửi cho các anh chị YouTuber đâu, tại vì Lan đã nhìn thấy là, và Lan rất là sợ. Mặc dù cái đồng tiền đây đó là cái đồng tiền chính đáng tự bản thân mình làm ra, nhưng mà cái miệng đời nó thị phi quá. Lan xin phép là Lan sẽ không gửi cho ai. Mà cái đó Lan, tại vì cái đó là cái tiền riêng của Lan, thì từ trước tới giờ Lan san sẻ là Lan san sẻ cách nào, thì bây giờ Lan sẽ san sẻ bằng cách đó. Lan xin phép. Nhiều khi mấy cô chú anh chị em mà, hoặc là anh chị em bạn mà đã đồng hành với Lan, đã giúp đỡ Lan, những người đó có nhiều người đang làm từ thiện, thì xin đừng có trách Lan là tại sao Lan không có dùng cái tiền đó để Lan phụ giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn mà anh chị em đã gặp, mà Lan sử dụng cho cái một cái giống như là một cái kiểu san sẻ khác của Lan. Thì Lan xin phép là anh chị em đừng có giận nha, đừng có giận, đừng nghĩ là đã từng giúp đỡ Lan rồi nhưng mà bây giờ thì Lan không có. Lan mở lòng ra, Lan như vậy, nhưng mà Lan hồi lại không giúp đỡ ngược lại, là tại vì Lan đã nhìn thấy, Lan rất là sợ. Lan xin phép cho Lan đi khỏi cái thị phi đó. Thì trước giờ Lan dùng cái đồng tiền của Lan để mà san sẻ như thế nào, thì bây giờ xin phép cho Lan san sẻ theo cách đó. Anh chị em thương, anh chị em ủng hộ cho Lan bằng những cái view. Lan chân thành tri ân, cảm ơn rất là nhiều, tại vì đúng ra cái đó là cái tình thương của anh chị em, cô quý cô chú anh chị em dành cho Lan. Lan xin nhận. Thì có thể là Lan sử dụng cái đồng tiền đó để Lan cho bản thân của Lan, có thể cho bản thân của Lan, nhưng mà Lan xin phép Lan thông báo là Lan sẽ trích như vậy, tại vì cái đây là Lan không phải là Lan nói, Lan trích như vậy là để Lan câu view, câu like. Mà Lan xin phép cái đó là một cái món quà tri ân. Lan, dạ.
Tại vì trước giờ Lan vẫn đã làm chứ không phải là hiện giờ khi mà có cái đồng tiền này Lan mới làm. Thì Lan không biết được bao nhiêu đâu, tại vì giờ mới mở lên bật được 2 ngày, Lan coi Lan có mới mấy chục sen. Mới có mấy chục sen nè. Nên là thử Lan biết là nó không nhiều đâu, nhưng mà Lan sẽ góp gió thành bão. Rồi thì điều quan trọng là cảm ơn ông xã Lan. Ông xã Lan ban đầu vui lắm, mỗi lần đang quay phim là ông xã hay rầy. Tại vì không phải là ông xã không tin mình làm được, mà là ông xã nghĩ Lan làm tào lao. Với là ông xã Lan là cái người ổng ngại á, ổng ngại, ổng không có khoe khoang, ổng ngại khoe ngại này kia, mà Lan là rất là thích khoe. Nên là thở ra ổng hay là ổng làm được gì là bắt đầu chụp hình quay phim, chụp hình quay phim ha. Hồi xưa là đăng post lên Facebook, xong cái cuối cùng á đang thấy bị Facebook nó lâu lâu cái nó bị nó hạn chế ra nhiều cái lắm, đang tức lắm, đang đâu nó buôn bán đâu có làm gì đâu tự nhiên bị hạn chế, đang tức lắm. Cái đang mới bỏ lên YouTube, với lại với một cái tâm thế là đang nghĩ là YouTube mình download xuống được, nhưng mà không ngờ giờ á YouTube á đang download xuống đâu được đâu, nó phải bắt lần phải mua một cái app gì đó rồi download xuống, lại cũng phải tốn tiền mà trụ lăn kẹo muốn chết luôn ở đó, mà lăn bỏ tiền ra lăn mua. Nhưng mà thôi cứ để giống như kỷ niệm thì giống như là YouTube nó giữ giùm mình, nó ráng ráng giữ làm sao rồi đừng cho bị sập kênh thì mình còn giữ được cái kỷ niệm của mình. Còn thôi vậy cứ việc ta nói là cái gì, mình nắm được thì mình buông được, kỷ niệm nếu mà nó có mất thì mình giữ trong tâm mình thôi. Thì đang cảm ơn ông xã Lan, cái miệng thì nói vậy á, cái miệng xấu lắm nhưng mà cái bụng nó dễ thương lắm, là cái gì cũng làm cho Lan. Thấy Lan quay phim này kia á, cũng cằn nhằn cử nhử tánh nóng cọc cằn vậy thôi, chứ làm hết á, làm hồ cá chỗ nó cực kinh khủng luôn, làm chuồng gà cũng cực kinh khủng luôn. Cái làm mấy cái đó cực lắm, người ta ăn ở không, người ta nằm, người ta chơi game, người ta coi phim, sướng không sướng thôi á. Còn này lui cui ra trời nắng, mà anh chị em biết cái nắng của tái xịt nó kinh khủng lắm, nó nóng hơn Việt Nam mình nhiều lắm, chứ nó không có được mà mát mẻ. Mà lui cui làm hoài vậy đó, làm cho gia đình, làm cho vợ con, làm cho con vợ nó vui. Vợ cứ 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 mắng con vợ hoài ha, mà con vợ cứ lải nhải vậy đó. Vậy chứ chồng làm, vợ ngồi kế bên leo võng nằm hả gì á, kiếm chỗ mát ngồi lải nhải đã lát cái ổng bực, ổng rầy mà thích vậy á, vắng nó cũng buồn. Bởi vậy em cảm ơn anh nhiều lắm ông xã. Rồi thì Lan còn cảm ơn ai nữa ta? Thật sự là bây giờ Lan không có nhớ là Lan phải 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 cảm ơn ai, nhưng mà nói chung là Lan xin tri ân cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em, những ai đã đồng hành cùng Lan, những ai đã từng xem video của Lan để Lan có được view, để Lan có được cái ngày hôm nay. Tuy là Lan chưa biết là cái hành trình kế tiếp Lan như thế nào, nhưng mà Lan sẽ cố gắng. Lan bàn với lại hai đứa nhỏ Lan á, là nếu mà mẹ làm YouTube được á thì thay vì tụi con đi làm thêm ở ngoài thì bây giờ thôi mẹ mướn tụi con. Tại vì hai đứa nhỏ Lan nó sẽ là chọn cái ngành học là về bên computer, một đứa là software engineer, một đứa là làm engineer. Software engineer là giống như kỹ sư phần mềm á, còn một đứa là làm nhầm về bên phần cứng. Thì nói chung là nó cũng liên quan về công nghệ. Thì Lan nói là thay vì tụi con đi làm ở ngoài những cái công việc nó không có liên quan tới cái ngành nghề của tụi con học, thì nếu mà mẹ làm YouTube được, mẹ làm YouTube được mặc dù mẹ không biết tiền của mẹ bao nhiêu, thậm chí là không có tiền cũng vậy nữa, mẹ sẽ mướn tụi con làm video cho mẹ, chỉnh sửa video cho mẹ. Tại vì tiếng Anh Lan dở mà tụi nó thì nó hiểu được Lan nói gì. Thì Lan nói là mướn tụi con nó làm cái phụ đề tiếng Việt cho mẹ chạy, ố từ phụ đề tiếng Anh cho mẹ chạy bên dưới, để những cái người nước ngoài họ có vô tình họ bấm vô họ xem được cái video của mẹ, họ vẫn có thể hiểu mẹ nói gì. Đó thì hai đứa nhỏ cũng đồng ý. Thì
Lan nghĩ cái đây là cũng là một cái cách dạy con, với lại một cách để mà lăn nâng cho tụi nhỏ. Giờ Lan không biết nói gì, là nói chung là Lan xin cảm ơn, cảm ơn rất là nhiều. Hello everyone. Today I want to say thank you so much everybody who watching my video, who support me. I want to say thank you so much. I appreciate a lot. Thank you so much. À rồi thì video của Lan khá là dài rồi, tại vì Lan thích nói, Lan nói rất là nhiều, nãy giờ Lan đếm là 20 phút hơn rồi đó. Thì Lan xin phép được dừng cái lời cảm ơn ở đây. Lan biết là nhiều khi cô chú anh chị em nghe Lan nói nhiều quá cũng chán ha, nhưng mà đây là cái lời tri ân của Lan, thì mong rằng cô chú anh chị em hãy nhận cái lòng chân thành của Lan nha. Rồi thì xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã đồng hành cùng Lan. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã ủng hộ Lan ha. Và xin hãy ủng hộ Lan tiếp tục nha. Chứ không phải là Lan nói là xin tri ân rồi là cô chú anh chị em nó tri ân xong rồi là không ủng hộ nữa nha, ủng hộ nữa nha. Thì xin cảm ơn quý cô chú anh chị em rất là nhiều. Rồi thì video của Lan đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị em ở video sau. Lan sẽ làm những cái đề tài, Lan sẽ tìm tìm những cái đề tài, hoặc là có thể là những cái cuộc sống hàng ngày của Lan, Lan làm, Lan để lên. Thì mong được cái sự ủng hộ của quý cô chú anh chị em, mong được những cái view để mà Lan làm được những điều hữu ích hơn cho bản thân Lan, cho gia đình Lan, rồi có thể là san sẻ được cho một số anh chị em nào mà mình thiếu thốn điều kiện gì một chút đó. Thì xin chân thành cảm ơn. Bye bye. Hẹn gặp lại video sau. Bye bye. Bye bye. Thank you for watching my video. Thank you so much. I want to say thank you everyone. Thank you a lot, a lot. Thank you. Bye bye.